Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh mForex, mình là Minh. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người về một chỉ báo rất là nổi tiếng và rất là có hiệu quả ở thời điểm hiện tại, đó là gì? Đó là các cái đường trung bình, thì bao gồm đường trung bình động giản đơn và đường trung bình động số mũ. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người các cái chiến lược sử dụng những cái đường trung bình này để chúng ta xác định được xu hướng. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ xác định được những cái điểm chúng ta vào lệnh, lệnh mua, lệnh bán, cũng như là những cái điểm mà để chúng ta có khả năng chúng ta chốt lời và chúng ta cắt lỗ. Tất cả sẽ được mình giới thiệu trong video ngày hôm nay. Để bắt đầu với video ngày hôm nay, chúng ta lúc nào cũng như vậy, chúng ta cần phải hiểu được về những cái cơ bản của những cái đường trung bình đó, những cái chỉ báo đó là cái điều gì nó làm nên những cái đường đó và cái cấu tạo đường đó như thế nào, thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Ở đây trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về hai cái đường trung bình. Ở đây là đường trung bình đơn giản, tức là những cái đường SMA thì có tên gọi nó là SMA hoặc là MA, nó đều như nhau. Tức là đều là Simple Moving Average hoặc là Moving Average, thì hai cái đường đó hai tên gọi khác nhau nhưng nó sẽ là một đường. Và cái đường thứ hai nữa là đường trung bình động số mũ, tức là những cái đường MA. Hai cái đường này nó sẽ khác nhau như thế nào thì mình có thể giải thích qua cho mọi người, đó là như thế này. Các cái đường SMA này, tức là những cái đường trung bình giản đơn ấy, nó sẽ lấy cái số liệu từ những cái giá của những cái phiên trước đó để nó tính ra cái giá trị của thời điểm hiện tại. Thì tất cả những cái phiên đó nó đều có một cái số và những cái giá trị gọi là cái gì, tức là mức độ quan trọng nó đều được đánh đồng như nhau và nó chỉ chia trung bình ra thôi. Nhưng khi mọi người sử dụng cái đường MA thì những cái mà ở khung thời gian, những cái ở gần cái thời điểm hiện tại hơn thì nó sẽ có cái giá trị cao hơn và nó sẽ có cái trọng số, cái số mũ nó cao hơn đó. Thì chúng ta đã thống nhất với nhau rồi là về cái công thức tính của những cái đường này thì chúng ta sẽ nói qua thôi và chúng ta sẽ chỉ trao đổi qua thôi, và chúng ta sẽ chấp nhận và chúng ta học và chúng ta biết được là những cái gì đã là những cái đúng rồi, chúng ta sẽ không đào sâu tìm hiểu những cái đó nữa. Và có một cái nữa mọi người cần lưu ý là cái đường MA nó sẽ nhạy với cái đường giá hơn, nhạy với cái đường giá hơn so với cái đường MA đó. Ở đây chúng ta có thể thấy này, ở đây chúng ta có hai đường SMA và cái đường MA ở đây đó. Thì như mọi người thấy là về những cái biến động của giá nó chuyển động nhanh hơn thì cái đường MA nó sẽ chuyển động, nó sẽ phản ứng với những cái đường giá đó nhanh hơn so với cái SMA. Thì đây sẽ là một cái ưu điểm khi mà mọi người so sánh hai cái đường này với nhau, đó là gì, đó là đường MA nó sẽ phản ứng nhanh hơn. Thì tất nhiên rồi, nó sẽ tạo cho chúng ta rất là nhiều cơ hội để chúng ta tạo ra những cái điểm ra vào lệnh nhiều hơn so với khi chúng ta sử dụng cái đường SMA, đúng không ạ? Tuy nhiên không phải cái gì nó cũng sẽ luôn tốt mà nó sẽ luôn có hai mặt, đó là nếu mà nó đưa ra quá là nhiều cái tín hiệu và phản ứng quá là nhanh thì có thể làm sao những cái tín hiệu đó nó có thể nó sẽ là những cái tín hiệu nó bị nhiễu và những cái false signal đó. Thì đây là những cái điểm mà mọi người cần phải lưu ý. Và một cái điều mà mình muốn nói và mình muốn chia sẻ với mọi người đó là gì, khi mà mọi người tìm ở đâu đó những câu hỏi là vậy tôi nên sẽ sử dụng những cái đường trung bình nào, đường MA hay là đường MA, thì cái đường nào nó là cái đường tốt hơn, thì mình sẽ trả lời cho mọi người đó là gì, đó là thực sự không có một cái đường nào nó tốt hơn cái đường nào, mà chúng ta phải, cái việc chúng ta cần làm là gì, chúng ta phải chọn được một cái đường nó phù hợp với cái phong cách giao dịch của chúng ta hơn đó. Đấy là cái chúng ta cần hướng đến, chứ chúng ta không cần phải đi tìm một cái đường nào tốt hơn cái đường kia đó. Để hiểu được cái điều này thì như trong cái phần vừa rồi mình có chia sẻ với mọi người, thì mọi người có thể hiểu được cái bản chất của hai đường đó nó là như thế nào đó. Và cái đấy là cái mà mình muốn mọi người phải lưu ý ở trong thời điểm hiện tại khi mọi người tìm hiểu về những cái đường trung bình động này. Và sau đây mình sẽ ví dụ cho mọi người ở trên cái thực tế một chút để chúng ta hiểu được là cái đường trung bình động giữa cái MA và cái MA nó sẽ có những cái biến chuyển nó khác nhau như thế nào. Chúng ta có thể xem ở đây. Ở đây mình sẽ thiết lập hai cái đường, một là đường MA, tức cái đường giản đơn, và hai nữa là cái đường MA, tức cái đường có số mũ. Giả sử ở đây chúng ta đều đặt hai cái đường này nó đều là như nhau với cái số phiên là 10. Với đường MA mình sẽ chuyển sang cái dạng là có dấu chấm để cho mọi người dễ theo dõi hơn. Thì ở đây mọi người sẽ thấy là gì, những cái biến động về giá nó sẽ được phản ánh, và những cái đường MA này nó sẽ phản ánh nhanh hơn so với những cái đường MA đó. Cùng một thông số thì những cái đường MA nó sẽ luôn phản ứng với giá nhanh hơn và nhạy hơn đó. Đây là cái điều mà mọi người cần phải lưu ý khi mọi người tìm hiểu về những cái đường trung bình này. Mỗi cái đường nó sẽ có một cái tính chất khác nhau, và ở trong những cái video tiếp sau mình sẽ giới thiệu thêm nữa cho mọi người về những cái đường trung bình khác nữa đó. Cái mục thứ hai chúng ta cần phải biết được đó là gì, đó là về chu kỳ của những cái đường trung bình này, tức cái số phiên mà chúng ta chọn. Thì ở đây mình đã có những cái lưu ý cho mọi người ở trên màn hình để cho mọi người dễ nắm được rồi, đó là gì,
Với những cái đường trung bình mà nó có chu kỳ càng nhỏ thì sao? Đường trung bình mà có chu kỳ càng nhỏ thì sao? Nó sẽ càng bám sát giá và càng nhạy cảm với giá. Còn chu kỳ càng lớn thì đường sẽ càng mượt và ít biến động so với giá hơn. Đó, đấy là cái điều thứ nhất mọi người cần phải lưu ý. Cái thứ hai, đó là gì? Nếu mà cái chu kỳ thời gian càng ngắn thì cái giá đóng cửa được đưa vào tính toán càng ít. Nghĩa là những cái đường này nó càng sát với giá của những cái thời điểm hiện tại. Và ngược lại, nếu mà mọi người chọn cái số phiên, cái số chu kỳ nó dài hơn thì cái giá nó sẽ lấy được rất nhiều cái phiên ở trong quá khứ hơn, thì nó sẽ ít biến động hơn so với cái giá thời điểm hiện tại. Và sau đây mình sẽ vào cái chart trên thời điểm hiện tại cho mọi người dễ nhìn và mọi người dễ hình dung. Giả sử ở đây mình sẽ đều lấy hai cái đường MA. Cái đường cũ của chúng ta đang có là đường MA10, và cái đường mới ở đây mình sẽ thiết lập cho mọi người là đường MA50 cho chúng ta dễ nhìn. Đó, chúng ta chuyển sang những khung thời gian lớn để chúng ta dễ thấy được cái sự này. Đó là gì? Đây là cái đường 50, mọi người có thể thấy. Và ở trên đây là cái đường 10. Đó. Thì như mọi người có thể thấy rất rõ ở trên hình, đó là gì? Là cái đường 50 này này, nó sẽ phản ứng với giá chậm hơn so với đường 10. Đường 10 này giá nó biến đổi như thế nào thì cái đường MA10 nó sẽ sát với cái đường giá này hơn. Nhưng ngược lại, cái đường MA50 nó sẽ phản ứng với cái đường giá này nó chậm hơn. Đó. Đấy là cái lưu ý thứ hai khi mà mọi người tìm hiểu về những cái đường trung bình, là cái số phiên mà mọi người chọn nó càng lớn và nó càng dài thì nó sẽ càng ít bị biến động và nó càng ít gọi là tương tác với cái đường giá thời điểm hiện tại hơn. Đó. Mọi người nên lưu ý cái đó giúp mình. Thì đây là một cái ví dụ khác để cho mọi người dễ hiểu hơn, và mình có lưu ở trên cái slide này để trong trường hợp mọi người về sau mọi người muốn xem lại hoặc mọi người muốn tham khảo, thì đây là cái hình giúp cho mọi người dễ hình dung được nhất. Đó là gì? Cùng là cái đường MA10 và MA20, thì cái đường MA20 rõ ràng mọi người thấy nó sẽ xa cái đường giá thời điểm hiện tại hơn là cái đường MA10. Đó, mọi người lưu ý giúp mình cái đó. Cái chu kỳ càng ngắn thì nó sẽ càng dễ biến động và nó càng sát với cái đường giá hơn. Tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách chúng ta sử dụng những cái đường trung bình này nó như thế nào. Thì mình cũng đã có lưu ở trên màn hình và cũng ghi chú ở trên màn hình rồi, là chúng ta có một vài cách như thế này để chúng ta có thể sử dụng những cái đường trung bình này một cách hiệu quả nhất. Thứ nhất đó là gì? Chúng ta sử dụng từ 1 đến 2 cái đường MA làm cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Đó, 1 và 2 cái đường MA làm hỗ trợ và kháng cự. Tại vì sao? Cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại vì sao chúng ta lại sử dụng 1 đến 2 đường? Thì ở đây mình sẽ trả lời cho mọi người. Nếu mà mọi người chỉ sử dụng một cái đường này thôi thì mọi người có thể thấy là có những thời điểm là giá nó cắt lên cắt xuống những cái đường này rất là nhiều. Đó, rất là nhiều. Thì có thể nó sẽ đưa ra những cái tín hiệu nó bị nhiễu cho mọi người là mình có nên mua hay là mình có nên bán ở những cái thời điểm đó hay không, thì nó sẽ bị nhiễu. Thế nên là chúng ta sẽ cần một cái đường khác để chúng ta xác định, để coi như là chúng ta sẽ tạo thành một cái vùng hỗ trợ và cái vùng kháng cự để chúng ta có thể chúng ta mua được và bán được cho nó hiệu quả. Đó. Thì một cái setup mà cho những cái người mà muốn đánh lướt ở những khung thời gian ngắn ấy, chúng ta có thể dùng những cái cặp 10-20. Đó, cặp rất là đơn giản. Đó. Thì như mọi người thấy ở trong cái khu vực này, nếu mà chúng ta mua ở đây, có thể chúng ta sẽ bị trễ mất một vài giá. Thì chúng ta sẽ coi toàn bộ cái vùng này sẽ là cái vùng chúng ta có thể chúng ta mua được. Đó. Đây. Chúng ta sẽ mua, coi như đây trong toàn bộ cái vùng này nó sẽ là một cái vùng mà chúng ta có thể mua được. Và mọi người nên nhớ là cái khung thời gian ở đây chúng ta đang chọn là khung thời gian gì? Khung thời gian một ngày. Đó. Thế nên là những cái mức độ biến động, mức độ phá vỡ này nó sẽ là một cái mức độ khá là an toàn cho những người sử dụng cái công cụ này. Và nhất là với những người mà giá nó sẽ không bị biến động, nó đột ngột quá là nhiều. Đó. Thì nó sẽ giúp cho mọi người có những cảm giác trade nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai mọi người cần phải lưu ý là gì? Đó là khi mà chúng ta sử dụng hai cái đường MA cắt nhau và cái đường giá nó cắt nhau thì nó sẽ là cái thời điểm chúng ta đưa ra cái tín hiệu mua và cái tín hiệu bán. Đó. Thì đường giá, đầu tiên chúng ta sẽ có đường giá cắt cái đường MA, và cái trường hợp thứ hai là hai cái đường MA nó cắt nhau. Đó. Chúng ta sẽ quay lại chart để chúng ta nhìn thấy là điều gì đang xảy ra. Cái lưu ý đầu tiên mà mình muốn nói cho mọi người đó là gì? Là chúng ta có thể tận dụng những cái đường MA này để chúng ta sử dụng nó là một cái công cụ để chúng ta xác định cái xu hướng.
có cái điểm mà mọi người cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại đó là gì? Nếu mà cái đường giá nó ở trên tất cả những cái đường MA này thì giá nó đang ở trong cái xu hướng tăng. Và nếu mà những cái đường giá nó ở dưới cái những cái đường MA này thì giá nó đang ở trong cái xu hướng giảm. Đó. Đây là một cách đơn giản nhất để giúp cho mọi người xác định được là giá nó đang ở trong cái trend tăng hay giá nó đang ở trong một cái trend giảm. Đó, rất là đơn giản và dễ hiểu. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng việc giá nó cắt những cái đường MA này và hai cái đường MA, hai cái đường MA nó cắt nhau để làm những cái điểm mua để chúng ta bán. Đó. Chúng ta có thể thấy là khi mà cái đường MA ngắn, tức cái MA ở khung 10 nó cắt xuống cái đường MA ở khung 20 đó, thì là sao? Là giá nó đang biểu thị cho một cái xu thế nó đi xuống, xu thế nó giảm, đúng không ạ? Thì đây sẽ cơ hội để chúng ta vào những cái lệnh chúng ta bán. Thì đây chúng ta có thể nhìn thấy là giá nó chạm cái vùng này, chúng ta mở cái lệnh sell đây, chạm đây chúng ta mở cái lệnh sell đây, khá là ok, chạm đây mở cái lệnh sell đây. Đó, rất nhiều điểm để chúng ta sell ở đây đó, bởi vì chúng ta dùng cái khung này mức độ biến động của nó là tương đối là ổn định, thì cứ mỗi lần chúng ta sell này thì đâu đó mình sẽ ăn được khoảng 20 đến 40 pip. Mình nghĩ 20 pip là ít, hoặc không vẫn sẽ phải 40 đến 50 pip đó. Mọi người chỉ cần nhớ cho mình là gì, khi mà cái đường MA nó ở cái phiên ngắn, nó cắt cái đường MA nó ở cái phiên dài hay ở cái chu kỳ dài thì là sao ạ? Nếu mà nó cắt xuống thì nếu mà nó cắt xuống ấy, thì là nó thể hiện cho một cái xu hướng giảm, thì chúng ta để canh. Khi mà giá nó trở ngược lại những cái điểm đó, chúng ta để mở cái lệnh để chúng ta sell. Và ở trong cái trường hợp ngược lại là gì? Là khi mà cái đường này nó cắt lên trên thì giá nó ở trong cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ đợi giá nó vào cái vùng này chúng ta mua lên, thì cứ mỗi vùng như thế này chúng ta ăn được đâu đấy khoảng 20 đến 40 pip, hoặc là thậm chí là 60 pip đó. Rất là ok nếu mà chúng ta dùng cái phương pháp này đó. Cái thứ ba mà mình muốn nói với mọi người là gì? Đó là ngoài cái setup mà sử dụng những cái đường MA10 và cái đường MA20 khung này, thì chúng ta có những cái setup khác để cho những người mà đánh ở trong những cái chu kỳ dài hơn. Đó là gì? Chúng ta sử dụng cái đường MA50, đường MA100 và cái đường MA200 là ba cái setting rất là cơ bản và rất có hiệu quả ở trong những cái khung này đó. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người trong cái phần sau của cái này. Thì mọi người cần phải hiểu được cái lý thuyết là tại sao nó cắt lên thì nó sẽ tăng và nó đi xuống thì nó sẽ giảm, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta chỉ cần tóm gọn lại như những cái gì chúng ta đã nói ở trong cái phần trước của video này, đó là những cái đường ở những cái phiên ngắn nó cắt lên trên những cái đường ở những cái phiên dài nó thể hiện trong cái xu hướng tăng, và ngược lại những cái đường ở phiên ngắn nó cắt xuống những cái đường ở phiên dài nó thể hiện trong cái xu hướng giảm đó. Và chúng ta cứ thuận thận theo cái xu hướng đó để chúng ta mở những cái lệnh mua hoặc chúng ta mở những cái lệnh bán tương ứng, thì nó sẽ rất là dễ để cho mọi người kiếm được lợi nhuận ở trên thị trường này. Mình sau đây sẽ giới thiệu cho mọi người hai cái gọi là công cụ vàng ở trong cái Forex này. Nó sẽ được gọi là Golden Cross và Dead Cross đó, điểm cắt vàng và cái điểm cắt tử thần. Ở đây chúng ta sử dụng cái setup là cái đường MA50 và cái đường MA200 đó. Thì đối với cái khung ngày khi mà cái đường MA50 nó cắt lên cái đường MA200 thì nó gần như nó là một cái setup rất là đẹp để nó đảm bảo trong cái sự tăng giá ở trong tương lai đó. Và ngược lại đó là gì? Ở trong khung ngày nếu mà những cái đường MA50 nó cắt xuống những cái đường MA200 ở trong khung ngày thì nó sẽ là một cái đường cắt tử thần và nó báo hiệu cho một cái xu hướng giảm trong thời điểm sắp tới khá là rõ ràng đó. Thì mọi người cần phải lưu ý cái này để chúng ta có được những cái kiến thức và có được những cái tâm lý tốt khi chúng ta nhìn trên chart. Để chúng ta thử vào trên chart để chúng ta xem chuyện gì nó sẽ xảy ra ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta sẽ vào trong cái tình huống thực tế, chúng ta thực hành ở trên chart để chúng ta biết được là gì ạ? Là những cái điểm cắt tử thần và những cái điểm cắt vàng nó sẽ hoạt động như thế nào ở trên thực tế. Ở đây mình đã có cái setup ở đây cho mọi người là những cái đường MA, cái đường MA50 và cái đường MA200. Đó, ở đây chúng ta đã có những cái đường này. Chúng ta có những cái đường này. Cái đường màu xanh này là cái đường 50 và cái đường chấm chấm đây là đường 200. Thì như ở đây mọi người có thể nhìn thấy đó là gì? Khi mà hai cái đường này nó cắt nhau và nó cắt lên nhau, cái đường ngắn nó cắt lên cái đường dài thì sao? Thì nó thể hiện cho một cái xu hướng tăng khá là mạnh. Từ đây là từ ngày 12 tháng 5 cho đến thời điểm là tận 18 tháng 4 năm sau, tức là nó có 240 ngày nó ở trong cái xu hướng tăng rất là dài hạn. Thì ở thời điểm này nếu mọi người đã xác định được cái xu hướng tăng là xu hướng tăng trong dài hạn thì mọi người có thể rất dễ dàng để mọi người vào những cái khung ngắn để mọi người làm gì? Mọi người mở những cái lệnh buy ở trong dài hạn thì mình chắc chắn là cái khả năng mọi người đạt được cái lợi nhuận nó sẽ rất là cao. Đó, đây là cái cách mà chúng ta sử dụng
những cái điểm cắt vàng và những cái điểm cắt tử lần này, chứ không phải chúng ta sẽ sử dụng một cách rất là máy móc là ngay sau khi giá nó cắt lên thì chúng ta sẽ tìm điểm để chúng ta mua lên. Và cách chúng ta làm là gì? Là chúng ta đợi nó cắt lên để chúng ta biết được đây là cái xu hướng tăng. Và sau khi chúng ta xác định đây là cái xu hướng tăng trong dài hạn thì chúng ta sẽ vào những khung thời gian nhỏ hơn để làm gì? Để chúng ta sẽ tìm được những cái điểm entry để chúng ta buy rất là tốt đối với xu hướng tăng, và tìm được những cái điểm entry mà chúng ta sell rất là tốt đối với một cái xu hướng giảm. Đó, đây là cái lời mà mình muốn nhắn đến cho mọi người. Thế còn khi mà nó cắt xuống thì nó sẽ như thế nào? Đây là trường hợp nó cắt xuống, mọi người có thể thấy giá nó cắt xuống, nó bắt đầu nó chuyển sang một xu thế giảm rất là dài. Nguyên toàn bộ cái thời gian ở đây giảm nó phải đi đến 435 ngày, tức nó phải gần một năm, hơn một năm nó là một cái xu hướng giảm. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì? Rõ ràng cái cơ hội để chúng ta mở những cái lệnh bán mà dài hạn chắc chắn là nó sẽ có lợi nhuận cao hơn rất là nhiều. Và ngay bản thân những cái đường MA, những cái đường MA50 này, nó cũng sẽ là những cái vùng mà kháng cự ở đây để chúng ta có khả năng chúng ta mở những cái lệnh short ở đây. Đó, nếu mà tốt hơn hết là chúng ta thể kết hợp được hai cái đường này làm thành một cái vùng, một cái vùng để chúng ta làm vùng kháng cự, chứ chúng ta sẽ không dùng là một cái đường kháng cự duy nhất để chúng ta bán. Đó, thì đây là cái điểm mà cắt vàng và cái điểm cắt tử thần mọi người có thể sử dụng rất là nhiều ở trong Forex, và nên nhớ nó sẽ áp dụng khá là chính xác đối với khung ngày. Đó, ở đây lại một lần nữa là giá nó cắt xuống thì ở đây nó sẽ là một xu hướng giảm rất là dài hạn. Đó, rất là dài. Ở đây thì sao? Ở đây thì chúng ta có cái chiến lược là giá nó cắt lên và cái xu hướng nó tăng rất là dài hạn, cắt lên tăng rất là dài hạn. Và nó không chỉ là tăng trong dài hạn và ở khung này, cái lực tăng nó sẽ tăng rất là mạnh, và cơ hội của mọi người kiếm được tiền ở những cái sóng tăng đấy, thứ nhất là gì? Nó sẽ rất là nhiều, và thứ hai là gì? Nó sẽ rất là nhàn, rất là nhàn. Bởi vì mọi người chỉ là hold những cái lệnh đó thôi là mọi người đã có lãi rồi, và mọi người không phải ra vào liên tục. Đó, thì đây là những cái bước mà mọi người cần biết khi mọi người sử dụng những cái đường trung bình này. Và mình nhắc lại, đây là một phần cơ bản, cái bài học đầu tiên, bài học cơ bản trong toàn bộ cái series về những cái đường trung bình này. Và ở trong những cái phần sau, mình sẽ giới thiệu về những cái đường trung bình khác, nó sẽ cao cấp hơn và nó sẽ phức tạp hơn. Bên cạnh đó, mình cũng sẽ giới thiệu dần với mọi người những cái hệ thống giao dịch của mình dựa trên những cái đường trung bình này. Và trong phạm vi video này, chúng ta chỉ đề cập đến những cái điểm cắt vàng, những cái điểm cắt tử thần, những cái điểm mà chúng ta đánh lướt ở trong những cái khung ngắn với những cái đường là MA10 và MA20 thôi. Đó, còn những cái kiến thức mà nâng cao chúng ta sẽ hẹn gặp ở trong những cái video khác, và mình sẽ hẹn mọi người trong những cái video tiếp sau của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình ngày hôm nay. Mình hy vọng là video này đã giúp cho mọi người giải tỏa bớt được những cái thắc mắc hiện mọi người đang có khi mọi người sử dụng những cái đường trung bình này. Và nó sẽ giúp cho mọi người làm gì? Xác định được những cái xu hướng là cái điều quan trọng nhất. Chúng ta biết được là xu hướng tăng hay chúng ta biết được là đây là xu hướng giảm. Đó. Và cái thứ hai nữa là sau khi chúng ta xác định xu hướng và chúng ta biết là chúng ta sẽ vào những khung thời gian nhỏ hơn để chúng ta sẽ làm những cái lệnh mua hay những cái lệnh bán tương ứng. Đó, đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp mọi người trong những video lần sau.